ba nhân vật thực sự là khắc tinh của Hòa Thân, trong đó có một nhân vật khiến Hòa Thân khiếp sợ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Kính thưa quý vị, được xem là một trong những đại tham quan khét tiếng hàng đầu trong lịch sử Trung Hoa, tên tuổi của Hòa Thân thường gắn liền với vô số những manh lưới hốt bạc từ thiên hạ, cùng với đó là số tài sản kếch xù bằng với nhiều năm thu vào của quốc khố Thanh Triều. Mặc dù sở hữu thanh danh không lấy gì làm tốt đẹp, thế nhưng đa số các ý kiến đều khẳng định quan tham họ Hòa này tuy rằng có nhiều tật xấu, nhưng Trung Quy vẫn rất mực trung thành với Càn Long Hoàng đế. Đây chính là một trong những lý do mà Hòa Thân từng có chỗ đứng vô cùng vững chắc trên chính trường trong thời kỳ vị vua này tại vị. Tuy nhiên, có gian thần thì cũng có trung thần. Hòa Thân tuy sở hữu phe cánh hùng hậu, nhưng Trung Quy vẫn không ít đối thủ. Trong số những người ở cùng phe đối địch với ông khi đó, nổi tiếng hơn cả phải kể đến ba nhân vật dưới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi video. Quý vị thân mến, ngoài ra lịch sử Trung Quốc sẽ phát sóng tất cả các chương trình vào 11 và 19 giờ hàng ngày. Quý vị đừng quên ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Sau khi bộ phim Tể tướng Lưu Gù lên sóng năm 1996, Hòa Thân trở thành một cái tên quen thuộc với nhiều khán giả Việt Nam. Nhiều người cho rằng ông chính là tham quan đệ nhất không chỉ của Triều Thanh mà còn trong cả lịch sử Trung Quốc. Hòa Thân, sinh năm 1750, mất năm 1799, là một vị quan đại thần của Triều Mãn Thanh thời vua Càn Long. Xuất thân là một công tử Mãn Châu, khi 10 tuổi, ông được đưa vào cung học. Mới gia nhập triều đình, Hòa Thân giữ chức vụ thị vệ. Sau được vua Càn Long sủng ái cùng với năng lực bản thân, Hòa Thân đã giữ nhiều trọng trách trong triều đình. Thuở nhỏ, Hòa Thân được theo học tại Hàm An Cung. Khi còn đi học, Hòa Thân đã bộc lộ sự vượt trội hơn hẳn so với các bạn học cùng xuất thân bát kỳ khác. Năm lên 10 tuổi, ông đã bắt đầu học cách bắt chước kiểu chữ của Càn Long để sau này khi viết tấu chương có thể lấy được thiện cảm từ hoàng đế. Nhờ tinh thông bốn thứ tiếng là Mãn, Hán, Mông Cổ, Tây Tạng, lại nằm lòng tứ thư, ngũ kinh, nên ông được hai thầy giáo là Ngô Tỉnh Khâm và Ngô Tỉnh Lang rất mực yêu mến. Cũng nhờ tinh thông tứ thư, ngũ kinh và nhiều thứ tiếng nên dù không tiến thân bằng gia thế hay từ công danh khoa bảng, Hòa Thân sau đó vẫn được thăng tiến dần lên các chức hàm quan trọng trong triều đình như đại học sĩ, quân cơ đại thần, cửu môn đề đốc. Gắn liền với cuộc đời của Hòa Thân không thể không nhắc đến hai vị quan thanh chính liêm minh, sở học kỳ tài, đó là Lưu Dung và Kỳ Hiểu Lam. Vốn dĩ xưa này, chúng ta luôn cho rằng đây chính là hai nhân vật khắc tinh của cuộc đời Hòa Thân, là đối thủ đáng gờm nhất của y, bao phen làm cho Hòa Thân điêu đứng chốn quan trường. Trên thực tế, đó cũng chỉ là hình ảnh trên phim ảnh, bởi nếu như dựa vào địa vị cũng như sự sủng ái của Càn Long đối với mình, Hòa Thân hoàn toàn có nhiều khả năng loại bỏ hai người này khỏi cuộc chơi quyền lực mà không hề sợ Càn Long giáng tội. Trong số các kỳ phùng địch thủ hiếm hoi của Hòa Thân trên chính trường, chỉ có nhân vật này mới được xem là khắc tinh thực sự, khiến tham quan họ Hòa phải e dè. Khi Càn Long còn sống, Hòa Thân với danh nghĩa là thân tín của ông đã từng đảm nhiệm nhiều chức vị cốt cán như đại học sĩ, quân cơ đại thần, thượng thư bộ hộ cùng nhiều quan hàm khác. Vì thế mà đa số các quan lại trong triều lúc bấy giờ đều tìm cách gia nhập vào bè phái của tham quan họ Hòa này. Kỳ Hiểu Lam, nhân vật từng khiến Hòa Thân phải bẽ mặt. Kỳ Hiểu Lam, sinh năm 1724, mất năm 1805, tên thật là Kỳ Quân, được biết tới là một danh sĩ nổi tiếng và từng làm quan dưới thời nhà Thanh trong lịch sử Trung Hoa. Ông giữ chức Tổng Biên tập Tứ Khố Toàn Thư, một công trình biên soạn sách nổi tiếng dưới thời Càn Long. Không những thế, ông còn nổi tiếng và là một phong lưu tài tử, là một con người đa tài với trình độ học vấn vô cùng uyên bác. Ngoài ra, ông còn là tác giả của cuốn Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký, là một trong những tác phẩm nổi tiếng đương thời. Tuy là người có tài, sở học văn chương hơn người, nhưng cũng như Lưu Dung, Kỳ Hiểu Lam trên thực tế lại là người tướng mạo kỳ dị, chỉ có sở tài mạnh về văn chương. Càn Long đối với ông phần nhiều là để thưởng thức văn chương, thơ phú của Kỳ Hiểu Lam mà thôi. Sử cũ ghi lại, Kỳ Hiểu Lam dù có được tài năng xuất chúng nhưng lại sở hữu ngoại hình mạo tầm đoàn thị. Trong đó, chữ tầm dùng để chỉ những người có tướng mạo xấu xí,
còn Đoàn Thị là cách gọi của Chứng Cận Thị. Chẳng những không có thế mạnh về ngoại hình, vị quan họ Kỷ còn sở hữu tật nói lặp. Những điểm thua thiệt kể trên đã khiến ông không thực sự có được sự trọng dụng của Càn Long trong suốt cuộc đời làm quan của mình. Dù vậy, thì với tài hoa hiếm có, vị quan họ Kỷ vẫn gây dựng được vị thế nhất định trong triều. Trên nhiều tác phẩm phim ảnh, Kỷ Hiểu Lam thường được xây dựng với hình tượng là kỳ địch trên chính trường của Hòa Thân. Về mối quan hệ của ông với tham quan họ Hòa, có giai thoại từng truyền lại rằng, trong một lần hộ tống Càn Long đi nghỉ dưỡng, nhà vua có hỏi Hòa Thân và Kỷ Hiểu Lam một câu. Trong thiên hạ này, người như thế nào mới được xem là người giàu có nhất và người như thế nào thì bị coi là người nghèo khó nhất? Bấy giờ, Hòa Thân vốn hay nịnh bợ liền chủ động cướp lời mà nói trước. Thưa Hoàng thượng, thứ gì trong khắp thiên hạ này đều là của ngài. Vì thế, thần cho rằng bệ hạ chính là người giàu có nhất, còn người nghèo khó nhất có lẽ là những kẻ hành khất ngoài kia. Càn Long nghe xong thì không đáp, quay sang hỏi Kỷ Hiểu Lam. Vị quan họ Kỷ trầm tư một lúc rồi đáp lại. Thưa Hoàng thượng, hạ thần cho rằng người giàu nhất thiên hạ vốn là người biết cần kiệm, còn người nghèo nhất thiên hạ chính là những kẻ có lòng tham. Phàm là người biết cần kiệm thì dù cho nghèo khó tới mức chẳng có gì cũng có thể khấm khá dần dần. Thế nhưng nếu tham lam lại ham ăn, lười làm, tất sẽ miệng ăn núi lở, của cải nhiều tới đâu rồi cũng chẳng mấy mà hết. Càn Long nghe xong liền gật đầu tán thưởng. Hòa Thân cũng vì vậy mà một phen bẽ mặt trước nhà vua vì câu trả lời của Kỷ Hiểu Lam. Những giai thoại về một màn đấu khẩu, đấu trí như trên đã khiến nhiều người cho rằng Kỷ Hiểu Lam và Hòa Thân năm xưa vốn chẳng hề có nửa điểm hòa hợp. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều học giả, mối quan hệ của hai vị quan này thực chất không gay gắt như nhiều người vẫn nghĩ, bởi Kỷ Hiểu Lam là danh sĩ biết đối nhân xử thế, còn Hòa Thân lại rất mực, khéo léo, giỏi ăn nói. Quý vị thân mến, mặc dù không tránh khỏi một số bất hòa trên vài phương diện, thế nhưng có ý kiến cho rằng Kỷ Hiểu Lam và Hòa Thân giống như hai người bạn vong niên hơn là chính những người kình địch trên chính trường. Và nhân vật tiếp theo đây là người đã đưa hàng loạt tội danh và khối tài sản của Hòa Thân ra ánh sáng. Quý vị có đoán ra là nhân vật nào không ạ? Xin mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của video. Lưu Dung, người đưa hàng loạt tội danh và khối tài sản kếch xù của Hòa Thân ra ánh sáng, nhân vật khiến Hòa Thân rùng mình. Lưu Dung, sinh năm 1719, mất năm 1805, tự Sùng Như, hiệu Thạch Am, là một vị quan đại thần dưới thời nhà Thanh trong lịch sử Trung Hoa. Viên quan họ Lưu này đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp chính trị của mình để hết lòng phụng sự cho hai đời vua Càn Long và Gia Khánh. Ông từng làm tới chức đại học sĩ, thái tử Thái Bảo, ông là con trai của đại học sĩ Lưu Thống Huân. Ông đỗ tiến sĩ năm 32 tuổi. Sau khi đỗ tiến sĩ thì làm quan địa phương ở nhiều tỉnh và sau này giữ chức quan cao nhất là đại học sĩ Thể Nhân Các, thái tử Thái Bảo. Ông không những là nhà chính trị nổi tiếng mà còn là nhà thư pháp và nhà thơ. Thư pháp của ông đường nét rắn khỏe, nét bút có hồn đẹp mắt và độc đáo, trở thành phong cách rất riêng của mình và nổi tiếng thiên hạ. Dù nổi tiếng là công chính, liêm minh, sở học kỳ tài, hết lòng vì giang sơn nhà Thanh, nhưng đôi lúc vì quá thẳng thắn mà làm cho vua Càn Long nổi giận. Cũng chính vì thế mà nhiều lần bị cách chức, địa vị ban đầu cũng không bằng Hòa Thân. Hòa Thân hoàn toàn có thể dùng cơ cánh của mình để ra tay đối với Lưu Dung. Ấn tượng của hậu thế về mối quan hệ xung khắc giữa Lưu Dung và Hòa Thân được tái hiện chủ yếu thông qua một vài tác phẩm phim ảnh, mà tiêu biểu trong số đó phải kể tới bộ phim quen thuộc với các khán giả truyền hình tại Việt Nam và Trung Quốc mang tên Tể tướng Lưu Gù. Năm xưa, khi mới tiến vào chốn quan trường, Lưu Dung từng bị cách chức trong triều và điều đi làm việc những tỉnh lỵ khác. Do đó có ý kiến cho rằng ông chưa hẳn đã là kỳ phùng địch thủ trên chính trường của Hòa Thân. Tuy nhiên, theo ghi chép của sử liệu thời nhà Thanh, vào năm Gia Khánh thứ tư, tức năm 1799, Lưu Dung khi ấy là thái tử Thiếu Bảo đã được đích thân Gia Khánh Đế chỉ định xử lý vụ án của Hòa Thân. Sau đó không lâu, hàng loạt tội danh tay đình và khối tài sản khổng lồ của quan tham này đã bị vị quan họ Lưu đưa ra ánh sáng. Vì vậy, có thể khẳng định một sự thật rằng, dù cho Lưu Dung có phải là kình địch với Hòa Thân hay không, thì chính ông cũng đã là một trong những người tiễn tham quan họ Hòa này lên ngọn đầu đài.
và nhân vật thứ ba, tướng quân A Quế, kỳ phùng địch thủ áp chế tham quan họ Hòa gần 3 thập kỷ. A Quế sinh năm 1717, mất năm 1797, tự Quảng Đình, là tướng lĩnh có tiếng của Thanh Triều dưới thời vua Càn Long. Vị tướng này từng nhiều lần làm thống soái và có công trấn áp không ít các cuộc phản loạn nổi lên thời bấy giờ. Càn Long từng trọng dụng A Quế tới mức ban cho ông quyền lợi được phép cưỡi ngựa vào Tử Cấm Thành. Theo nhận định, tướng quân A Quế đích thị là kỳ phùng địch thủ của Hòa Thân và từng gây áp lực với tham quan này trong khoảng thời gian gần 3 thập kỷ. A Quế sinh năm 1717 dưới thời Khang Hy, tới năm 1738 thì bước chân vào chốn quan trường. Trong khi đó, Hòa Thân kém vị tướng này tới 33 tuổi. Điều đó đồng nghĩa với việc khi tham quan họ Hòa mới gia nhập chính trường thì A Quế đã trở thành một trọng thần không thể thay thế bên cạnh Càn Long Đế. Cũng bởi vậy mà đa số các ý kiến cho rằng vị tướng này đã dùng sức ảnh hưởng từ địa vị của mình để áp chế Hòa Thân, khiến cho tham quan họ Hòa không dám tùy ý lộng hành hay tham lam quá mức. Tuy nhiên, mặc dù thua kém về mặt tuổi đời, Hòa Thân lại được cho là rất có thiên phú trong việc sử dụng những thủ đoạn đua tranh chính trị. Hiểu rõ A Quế chính là một rào cản trên con đường tiến thân của mình, tham quan họ Hòa đã lợi dụng sự sủng ái của nhà vua để điều động vị tướng ấy ra khỏi kinh đô. Năm 1781, vùng Cam Túc xảy ra khởi nghĩa, A Quế được lệnh đi trấn áp. Sau khi dẹp loạn thành công, Hòa Thân đã khuyên Càn Long để ông ở lại đây với lý do điều tra các án tham ô. Tới lúc hàng loạt án tham ô đã sáng tỏ, tham quan này tiếp tục dỉ tai hoàng đế nhằm điều A Quế tới tu bổ đê điều ở Hà Nam. Sau đó, tiếp tục tới Chiết Giang thẩm tra nhiều vụ án. Cứ như vậy, tướng quân A Quế dù thân là trọng thần nhưng lại chẳng mấy khi có thời gian lưu lại kinh đô. Triều đình trung ương Thanh Triều khi đó vì thế mà dần trở thành sân nhà của Hòa Thân. Vào thời điểm về lại Bắc Kinh, A Quế đã trở thành một lão tướng tuổi cao, sức yếu. Tới năm 1797, ông lâm bệnh qua đời ở tuổi 81. Tương truyền rằng, trước lúc lâm chung, vị tướng ấy từng viết một bài thơ nói lên tiếc nuối lớn nhất trong đời mình, đó là không thể tự tay giúp Gia Khánh Đế diệt trừ Hòa Thân. Dù vậy thì chỉ vẻn vẹn vài năm sau khi kỳ phùng địch thủ ấy qua đời, Hòa Thân cũng đã bỏ mạng dưới tay vua Gia Khánh vào năm 1799. Càn Long đã cao tay hơn Lưu Dung và Kỷ Hiểu Lam rất nhiều khi nuôi con nhộng béo Hòa Thân để tặng cho Gia Khánh. Chắc chắn với Càn Long là một trong những vị vua nổi tiếng anh minh của nhà Thanh, sẽ dễ dàng thấy rõ được hành tung của một ông tham quan với khối tài sản to lớn như Hòa Thân. Càn Long chắc chắn cũng không phải mờ mắt. Vậy Càn Long có âm mưu gì chăng? Suy xét kỹ hơn, sẽ thấy Càn Long đã tặng một món quà khổng lồ cho ngân khố của vua Gia Khánh. Sau khi bị tịch thu, tất cả gia sản mà Hòa Thân đã cướp bóc trái phép từ nhân dân giờ đây thuộc quyền sở hữu của triều đình. Như vậy, tất cả những khoản tiền phi pháp này đã biến thành tiền thu thuế gián tiếp và hoàn toàn hợp pháp. Vậy rất có thể, Càn Long đã cao tay hơn Lưu Dung và Kỷ Hiểu Lam rất nhiều khi nuôi con nhộng béo Hòa Thân để tặng cho Gia Khánh. Nguồn tiền tham nhũng phi pháp vô cùng lớn, cuối cùng lại trở thành một nguồn thu được hợp pháp hóa của các triều đình. Và Càn Long, một ông vua nhiều mưu mẹo, đã sử dụng công cụ này một cách hoàn toàn tuyệt hảo. Ngoài kho báu gồm đủ các thứ vàng bạc, châu báu, gấm vóc, không thể nào đếm xuể, tính ngang với số thu nhập của triều đình trong 15 năm, Càn Long còn gây dựng uy tín và danh tiếng cho Gia Khánh ngay từ lúc mới lên ngôi. Gia Khánh, ngay sau khi Càn Long băng hà, đã xử tham quan, do đó con dân chăm họ vô cùng tin yêu vị vua anh minh này. Có thể thấy, Càn Long đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng quá trình trao quyền cho Gia Khánh, giúp con mình ổn định triều chính. Sau khi Hòa Thân chết, toàn bộ tài sản của ông đều bị tịch thu, xung công. Nhờ chuyện này mà quốc khố nhà Thanh trở nên giàu có. Dân gian bởi thế mới có câu, Hòa Thân ngã ngựa, Gia Khánh ăn no. Kính thưa quý vị, vậy nên để nói về đối thủ mạnh nhất của Hòa Thân thì không ai khác lại chính là người hết mực sủng ái ông ta, đó chính là Hoàng đế Càn Long.
Trong suốt quãng thời gian hơn 60 năm trị vì thiên hạ, Cản Long luôn được mệnh danh là người văn võ toàn tài. Và quý vị nghĩ sao về sự cao tay của vua Cản Long? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Ngoài ra, lịch sử Trung Quốc còn rất nhiều chương trình giải mã những bí ẩn của Tam Quốc diễn nghĩa. Xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!